XV chỉ nghìn các bạn ạ. Hôm nay em sẽ tháo cái đầu từ ra kiểm tra xem nó có mòn hay không nhá. Thì con này tháo rất là dễ thôi. Nó có hai con ốc này, hai con ốc cố định nha các bác nhé. Đây này. Có tháo hai con ốc cố định này ra là nhấc được cái đầu từ ra. Và hai con ốc này các bác lắp vào chỉ cần thiết chặt lại được mà nó không ảnh hưởng gì đến phương vị của đầu từ và các góc nghiêng cả. Bởi vì cái con này nó rất là hay là nó sử dụng ba con ốc này. Ba con ốc này là để chỉnh đầu từ này, còn hai con ốc này chỉ là hai con ốc cố định để lắp cái đầu từ vào thôi. Đó. Thế nên các bác có thể tháo đầu từ ra mà không sợ bị ảnh hưởng đến như kiểu azimuth này, độ cao đầu từ, độ nghiêng đầu từ là do cái mảnh này nó quyết định này. Chứ còn cái này thì nó chả ảnh hưởng gì cả nhá. Nhưng các bác tháo ra thoải mái. Đây, các bác nhìn trên mắt thường nhá. Đấy, các bác thấy nó mòn không? Không có dấu vết gì của sự mòn nhé. Đó, nhìn trắng đẹp này. Tất nhiên thì em cũng chưa biết nó mòn hay là nó bị dỗ hay như thế nào cả. Em phải tháo ra em soi thì em mới biết được nhé. Nhìn này thì rất là đẹp, không có vấn đề gì cả. Đây đầu từ em soi trên kính này các bác này. Đây là từ phát này, từ phát nó có rất nhiều những lỗ, các bác nhìn thấy những lỗ. Đó. Rất nhiều những cái lỗ nhé. Này lại phải đánh bóng ở đây này. Chỗ này nó bị nhám này, dưới này. Bẩn này. Đó. Còn trên này rất nhiều những cái lỗ này. Đó. Còn từ ghi thì em thấy nó còn rất là tốt này. Nó chỉ có mấy lỗ nhỏ nhỏ xíu xíu nhưng con này từ ghi còn rất tốt nhá. Đây. Và hầu hết các máy thì 3 Hz thì em hầu hết em đều thấy là cái từ ghi nó đều ít mòn, còn cái từ phát thì nó mòn nhanh nhất. Đây là có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này, nhưng nói chung là ít thôi. Từ ghi thì nó còn đẹp hơn, từ phát thì hơi xấu rồi này, nó rất nhiều những lỗ rất là to này. Đó, bây giờ em sẽ đánh bóng nhá. Sau khi đánh bóng này, từ ghi còn rất tốt này, nó vẫn còn một chấm nhỏ nhỏ, mấy cái chấm nhỏ nhỏ này. Không thể đánh bóng hết được anh. Đó, từ ghi rất tốt này. Đây là từ phát này, từ phát vẫn còn mấy cái lỗ này, các bác nhìn thấy mấy cái lỗ này. Đó. Có vẻ nó ăn mòn nhiều quá, đánh bóng rất là khó các bác nhé. Vẫn còn rất nhiều lỗ này. Mà nó nhỏ hơn trước rất là nhiều rồi, đỡ hơn nhiều rồi các anh. Nhìn hơi khó.